thường hay ăn bún mỗi khi hẹn hò. Món bún thơm ngon luôn luôn được nấu chung với thịt bò, hầm thêm giò heo, trộn thật nhiều ớt, ăn cay vô cùng. Có người còn cho món bún ngon này gọi là bún thiên cung. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện miền tiên giới có ông tiền già. Tuy đã cao niên nhưng ông còn máu 35 không chừa. Một hôm dạo chơi gặp nàng tiên tắm nên ông ta rình. Lúc nàng vừa lên trông thấy tiên già vẫn còn đứng lom khom. Thật khổ cho ông, cô tiên vì tắm nhiều giờ làm cặp giò ông tê cứng. Ông toan chạy đi nhưng người nhúc nhích mãi không xong. Cô tiên giận run lên đạp lão rớt xuống hồ. Cô vớt ông lên, cô đem vào thiên đình nhờ Ngọc Hoàng phán xét. Nhưng cô lại quên cô không một miếng vải che thân, khiến các tiên ông đành ngắm chơi cung đờ kiên. Ngọc Hoàng vừa nghe vừa nhìn tô bún như suy nghĩ gì. Phạt lão tiên ông dê nhiều quá cho ông làm thịt bò. Còn phạt nàng tiên tội làm cho các tiền ông động lòng. Biến thành giò heo trông trắng như là cặp đùi trắng của cô tiên. Thật khổ cho ông, cô tiên vì tắm nhiều giờ làm cặp giò ông tê cứng. Ông toan chạy đi nhưng người nhúc nhích mãi cũng không xong. Cô tiên giận run lên đạp lão rớt xuống hồ. Cô vớt ông lên, cô đem vào thiên đình nhờ Ngọc Hoàng phán xét. Nhưng cô lại quên cô không một miếng vải che thân, khiến các tiên ông đành ngắm chơi cũng đỡ buồn. Ngọc Hoàng vừa nghe vừa nhìn tô bún như suy nghĩ gì. Phạt lão tiên ông dê nhiều quá cho ông làm thịt bò. Còn phạt nàng tiên tôi làm cho các tiên ông động lòng. Biến thành giò heo trông trắng như là cặp đùi trắng của cô tiên. Ngài tuyên phạt luôn chư tiên đang ngắm cô tiên ở chùa. Vì quá xuân si cho nên thành đống ớt say cay nồng. Ngài mời chư tướng chia nhau ra dùng. Bún bò giò heo chư tướng ăn rồi gật gù mãi khen ngon. Bún bò giò heo ai đã ăn